Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai chỉ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Rau Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em tiếp tục quay trở lại với chỗ của em Hằng, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cái mai đại lộc kiến trúc tứ quý, cung vạn phúc với lại cúc trọt đỏ. Dạ, chúc cô chú anh chị mình xem clip vui và chọn được những cây ưng ý luôn ạ. Em xin phép được view clip cô chú anh chị ha. Xin chào em Hằng ơi. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Và em là Hằng, số điện thoại của em là 0388518535. Đầu tiên, cây mã số C14, em có một cây cúc vạn phúc ạ. Dạ, cúc vạn phúc đầu clip hôm nay ha cô chú anh chị, cây tài người tài ấm tài luôn nha. À, đây đi xin cho ngọc non mút vừa của nó cô chú. Thân nó cũng lắc nữa. À, thân lắc, đế em làm dài luôn nha. Phần thân của em là 13,5. Dạ. Cao cây của em là 72. Tán ngang em có là 81 ạ. Em xin giao lưu cây cúc vạn phúc này với giá 950. Cúc vạn phúc nha cô chú anh chị. Cây này cái chọt ghép của mình là cổ thì cái biết cố ăn lên hết trơn nữa cô chú anh chị thì tặng luôn nha. Rồi. Dạ. Mã số C15 em có một cái cúc thảo ly ạ. Dạ, cúc thảo ly nha cô chú anh chị. Rồi cây này thì tàn ấm hết rồi cô chú anh chị, mình về cái lấy bo nhớ được liền luôn ha. Dạ. Đây nó có cái co lắc cũng rất là gắt nha cô chú anh chị. Bình thường của em là 12. Dạ rồi, 12 rồi. Cho cây em có là 83. Tán ngang của em là 58. Em xin giao lưu cây mã số C15 này với giá là 700. Dạ, 700 nha. Rồi ghép ghép thôi, mai về thân lắc thì cũng quá quá lắm rồi đó nha. Dạ. Có lách quẹo qua đây. Rồi, dạ. C16 em có một cây cúc vạn phúc ạ. Cây này là khom tàn ấm tàn lùng lực cho cô chú chị tàn cái lá lửa luôn ha. Dạ. Cái hơi cạnh này nó gặp lại luôn. Dạ, nó lắc cùng có như giấy luôn cô chú chị. Đấy, vậy làm dài luôn nha. Rồi, chị xin số đoàn luôn ha. Dạ. Bình thân của em là 14. Cao cây em có là 64 ạ. Tán ngang của em là 85. Em xin giao lưu cây cúc vạn phúc này với giá là 1,2 triệu, mã số C16 ạ. Dạ, 1,2 triệu nha cô chú chị. Cúc vạn phúc. Cây này tết nay chỉ là người vô chơi, nó là chơi trò hai, chơi tết thôi cô chú. Dạ. Mấy cái trò mới này cũng tại là cái nó tăng lên nó chơi nha. Mã số C17 em có một cây cúc họ hương ạ. À. Dạ, cúc họ hương nha cô chú anh chị, cây này thân lắc mà đều tàn luôn nha. Dạ. Bình thân của em là 10. Cái đế nó cũng đẹp đúng không cô chú anh chị. Cao cây của em là 74 ạ. À. Tán ngang em có là 62. Em xin giao lưu cây cúc họ hương này với giá là 750, mã số C17 ạ. À. Vò ghép lên da lưu hết trơn rồi cô chú anh chị. Dạ, mã số C18 em có một cây cúc vạn phúc ạ. À. Đây này cái tán nó mắc cười lắm. Nhưng có cái cành tay bay nha cô chú anh chị. Cây này mình lọc cái đủ tàn rồi nhìn rất là dư ha. Dạ. Rồi, đế cũng có, đế cũng có đuôi luôn nha cô chú. Quanh thân của em là 14 không chị? Dạ rồi, 14 rồi. Tán ngang của em là 76. Cao cây của em sao bị khiêm tốn à? Dạ, dạ. Em không biết rồi từ khúc nào đây. Dạ khoảng 34 ạ. À. Dạ. Em xin giao lưu cây cúc vạn phúc của em với giá là 900. Cái này thì cứ thành hơn 3 nha cô chú anh chị, 900 nghìn cúc vạn phúc. Dạ, mã số C18. Mấy cái chỗ ghép này là bự hết trơn rồi nha cô chú anh chị nha. Rồi, dạ. Dạ, mã số C19 em có một cây cúc cây thi ạ. À. Cúc cây thi nha cô chú anh chị. Cây này cũng giống như phôi mai vàng thân lắc luôn nha. Bình thân của em là 13. Dạ,
13 bạn. Cao cây em có là 82. Tán ngang của em là 59, 60, 60 ạ. 60 nhiều cái tán ngang nha cô chú. Dạ. Em xin giao lưu cây tây thi này với giá là 650. Dạ. Mã số C19. Cây này mình ghép cũng được 6 chậu ghép nha cô chú. Thân đất nè. Ghép được nha. Dạ, 650 mã số C19. Dạ. Mã số C20 em có một cây cúc VIP ạ. À, cái này có thóp thân cao của chú chị, mình vô dây chỉnh cái thằng dù rất là ngon lành nha cô chú nha. Dạ. Thân này là lượng lắc tiếp được 4 5. Thân mini ha. Hoành mini hay hoành nó 19. Hoành được 19 thôi con chú nha. Cao cây em có là 67. Tán ngang của em là 84. Em xin giao lưu cây cúc VIP này với giá là 650 ạ. Đây là 650 nha cô chú. Cây này đen nha. Ăn khi càng nắng quá trời luôn nha. Dạ, mã số C20. Dạ, mã số C21 em có một cái cúc đọt đỏ ạ. À, cúc đọt đỏ nha cô chú chị, cây này nó phôn lùng lực ha, là thân lắc cái co này gắt lắm nha cô chú. Dạ. Dạ. Nó uống cái cành này lại luôn. Thì nó cũng là lạ cây cho cái gì nha. Bình thường của em là 14. Cao cây của em là 66. Tán ngang của em là 62 ạ. À. Em xin giao lưu cây cúc đọt đỏ này với giá 1,2 triệu. Mã số C21. 1,2 triệu nha cái gì. Cái này về lấy bo được nhiều mà chưa tốt ok nha cái gì nha. Mã số C22. Của em nè. 22 cái này không cây mày cây bạch mai. Bạch mai mình ghép với cây không cao xíu ha. Cái này ghép đủ tàn luôn chứ chị, thân hiểm lắm nha. Đế làm dài luôn à. Quỳnh thân của em là 12. Đặt 12 rồi. Cho cây em có là 86 ạ. Tán ngang của em là 50. Em xin giao lưu cây bạch mai mã số 22 này với giá là 900. 900 nghìn nha cô chú chị. Bạch mai tân tân cô chú chị ha. Thân thì lắc đế, có đế luôn, có đuôi luôn cô chú chị. Vậy mình có thể ghép thêm ha. Rồi chị đã rồi. Dạ. Dạ mã số C23 em có một cây cúc hoa hồng ạ. Dạ cúc hoa hồng, cái này quá trời cái tàn luôn rồi đó cô chú chị. Vậy mình lấy bo phủ tay lên nha. Quanh thân của em là 12. Đế là nguyên một bài nha cô chú chị. Cao cây của em là 59. Tán ngang em có là 74. Em xin giao lưu cây cúc hoa hồng này với giá là 850 ạ. Mã số 23. Dạ 850 ngàn. Đây là lấy bo được 30-40 bo thoải mái thôi chứ chị ha. Mấy cái chột ghép này là nó cỡ bằng mấy thú ăn lên nó sẽ ốp hết trơn rồi nha cô chú. Dạ. Tiếp theo cái mã số. Dạ mã số 24. Em có một cây dạ cây em có một cây giả phú tân ạ. Giả phú tân này già mùa luôn cô chú anh chị, cái trầu kép bự bằng ngón cái của mình luôn rồi nha. Thân trời lắm. Dạ mình hoành thân là 17 rồi. Đấy nó xinh xinh cái con này nó già lắm rồi đó cô chú anh chị. Cao cây của em là 56. Tán ngang của em là 54. Em xin giao lưu cây giả phú tân này với giá là 950 ạ. Mã số C24. 950, cây đang đi tuột mạnh nha cô chú anh chị ha. Dạ. Tiếp theo cây mã số 25. Em có một cây mai quắn. Rồi mai giả tươi sắn nha cô chú, nó ngủ xuống tới miên chậu luôn rồi ha. Cái phơm tàn thì đều trộn nha cô chú anh chị. Cây này thì giờ mùa mình ghép có một bo hay mà tàn ngon lành rồi đó cô chú anh chị. Dạ. Bình thường của em là 12,5. 12,5. Cao cây của em là 46. Tán ngang em có là 34 ạ. À. Em xin giao lưu cây mai quắn này với giá là 850. Dạ 850 nha cô chú anh chị, mã số. Dạ mã số C25 ạ. C25. Dạ mã số C26 có một cây cúc thọ hương ạ. À. Rồi tàn ấm tàn luôn cô chú anh chị. Quá trời tàn. Cái này là lấy bo xong rồi mình chơi tết năm sau là ngon lành luôn cô chú anh chị.
Cao cây của em là 10. Ủa lộn, lộn, Mạnh Hơn của em là 10. Mạnh Hơn rất bé đẹp của anh 10. Cao cây của em là 79. Tán ngang của em là 60. Dạ em xin giao lưu cây cúc thọ hương này với giá là 900 ạ. Mã số C26. Dạ 900 ngàn nha cô chú anh chị ha. Dạ đây cũng là cây cuối clip bên em. Thì em xin kính chúc cô chú nhiều sức khỏe ạ. Dạ em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ.